Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhân Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, người ta ước tính có khoảng 5-10% phụ nữ thích quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Thông thường thì mỗi khi nhắc đến cụm từ quan hệ tình dục qua đường hậu môn, bạn có thể hiểu đơn giản đây là hoạt động tình dục có liên quan đến việc cho dương vật vào hậu môn. Mọi đối tượng đều có thể thực hiện quan hệ tình dục qua đường hậu môn. Tuy nhiên, nó mang lại nhiều nguy cơ về sức khỏe bởi vì hậu môn là nơi chứa đầy các điểm kết thúc của dây thần kinh, nguyên nhân khiến cho hậu môn trở nên rất nhạy cảm. Vậy tất tần tật những điều cần biết khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn là gì? Hãy theo dõi video sau để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Quan hệ tình dục qua đường hậu môn có an toàn hay không? Câu trả lời là không nếu bạn không có biện pháp bảo vệ đầy đủ. Việc quan hệ tình dục qua đường hậu môn sẽ gây ra một số nguy cơ về sức khỏe. Ngoài ra, quá trình thực hiện quan hệ tình dục qua đường hậu môn là dạng hoạt động tình dục nguy hiểm nhất vì một số lý do dưới đây. 1. Hậu môn không có khả năng tiết chất dịch bôi trơn tự nhiên như âm đạo. Sự xâm nhập đột ngột của dương vật có thể khiến cho các mô bên trong hậu môn bị rách, từ đó cho phép các vi khuẩn và virus xâm nhập vào máu một cách dễ dàng. Tình trạng này có thể dẫn đến sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục, bao gồm cả bệnh HIV và AIDS. Các nghiên cứu cho rằng sự tiếp xúc qua đường hậu môn với người nhiễm bệnh HIV sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm tăng cao gấp 30 lần so với sự tiếp xúc qua âm đạo. Tương tự, nếu bạn có các tiếp xúc thân mật qua đường hậu môn với người nhiễm virus gây u nhú ở người HPV, nó cũng có thể dẫn đến sự phát triển của các dạng mụn tóc hậu môn này, hay thậm chí là bệnh ung thư hậu môn. Việc sử dụng chất bôi trơn có thể giúp ích phần nào, nhưng nó không thể hoàn toàn đảm bảo bạn sẽ không bị rách mô hậu môn. 2. Các mô bên trong hậu môn không được bảo vệ tốt như vùng da bên ngoài hậu môn. Các mô bên ngoài của chúng ta bao gồm các lớp tế bào chết hoạt động như một hàng rào bảo vệ giúp chống lại nhiễm trùng. Trong khi đó, các mô bên trong hậu môn lại không có rào cản bảo vệ tự nhiên này. Do đó, các mô này thường dễ bị rách và dễ bị lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng. 3. Hậu môn có cấu tạo đặc biệt đóng vai trò giữ chất thải của cơ thể. Hậu môn được bao bọc bởi một khối cơ có hình dạng như một chiếc vòng. Cơ này thường được gọi là cơ thắt vòng hậu môn, đóng vai trò thắt khe hậu môn lại sau khi đại tiện. Khi cơ thắt quá chặt, việc đưa dương vật xâm nhập vào hậu môn sẽ gặp khó khăn, đồng thời gây đau đớn. Ngoài ra, bạn cần ý thức được rằng việc quan hệ tình dục qua đường hậu môn lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thắt vòng hậu môn. Điều này sẽ khiến cho bạn khó nhịn được cơn đau bụng khi mắc vệ sinh. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể giảm thiểu tình trạng này bằng cách tập các bài tập Kegel để giúp cho tăng cường sức bền cơ thắt vòng. 4. Chính là hậu môn thường là nơi chứa đầy vi khuẩn. Ngay cả khi bạn và bạn tình đều không mắc các bệnh nhiễm trùng hoặc là bệnh lây truyền qua đường tình dục, những loại vi khuẩn thông thường ở hậu môn vẫn có thể lây nhiễm chéo sang cho bạn tình. Việc quan hệ tình dục bằng âm đạo sau khi quan hệ tình dục qua đường hậu môn cũng có thể dẫn đến nguy cơ bị nhiễm khuẩn âm đạo và đường tiết niệu. Quan hệ tình dục bằng hậu môn còn có mang lại những nguy cơ gây hại đến sức khỏe khác. Việc quan hệ bằng miệng qua đường hậu môn có thể khiến cho cả bạn và bạn tình có nguy cơ mắc các bệnh viêm gan, mụn rộp và các bệnh nhiễm trùng khác. Đối với các cặp vợ chồng thì vẫn có thể mang thai ngoài ý muốn nếu tinh dịch được phóng ra gần âm đạo. Mặc dù tình trạng tổn thương nghiêm trọng do quan hệ tình dục bằng hậu môn thường không phổ biến, tuy nhiên nó vẫn có thể xảy ra. Bạn có thể bị chảy máu hậu môn sau khi quan hệ tình dục do bệnh trĩ hoặc là rách mô, hoặc thậm chí là nghiêm trọng hơn là do xuất hiện lỗ thủng đại tràng. Đây là tình trạng khẩn cấp yêu cầu sự can thiệp y tế ngay lập tức. Quá trình điều trị sau đó sẽ bao gồm việc ở lại bệnh viện để theo dõi, làm phẫu thuật và dùng thuốc kháng sinh để ngăn ngừa nhiễm trùng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi xin chia sẻ thêm về Nhất Nam Dương. Sản phẩm được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm. Đây là sản phẩm được giá với bán dao động khoảng 750.000 đồng gồm một hộp gồm 50 viên. Nhất Nam Dương là sản phẩm được bình chọn, nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ cho nam giới tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Sản phẩm được nghiên cứu và phát triển dựa trên tiêu chuẩn nguồn gốc dược liệu thiên nhiên để mang đến sự an toàn lành tính cho người dùng. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược, dâm dương hoắc, bạch tật lê, lộc nhung, ngài tâm đực, nhục thung dung, sản phẩm không chỉ hỗ trợ tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới, tăng cường sinh lý phái mạnh, mà còn đảm bảo nguồn gốc 100% tự nhiên để ngăn ngừa các biến chứng và tác dụng phụ. Vậy lý do nên chọn Nhất Nam Dương để cải thiện khả năng sinh lý là gì?
nguồn gốc 100% thảo dược tự nhiên. Nhân Nam Dương là phương thuốc bí truyền của dòng họ Nguyễn, thì được phát triển bởi lương y Trần Thị Lý. Đây là bài thuốc y học cổ truyền độc đáo, được nghiên cứu và điều chế lâu năm, tuyệt đối tuân thủ công thức quân thần tá sứ. Tất cả thành phần trong bài thuốc đều có nguồn gốc 100% tự nhiên, không gây tác dụng phụ. Nhân Nam Dương được Bộ Y tế cấp phép công nhận chất lượng và hiệu quả. Nhân Nam Dương được kết hợp từ những thảo dược quý cùng công nghệ sản xuất hiện đại, đạt chuẩn GMP của WHO, đồng thời cấp phép bởi Bộ Y tế. Sản phẩm được các chuyên gia khuyên dùng để cải thiện sinh lý, làm chậm quá trình mãn dục ở nam giới. Nhân Nam Dương còn an toàn và thuận tiện. Sản phẩm được bào chế từ thảo dược quý 100% nguồn gốc tự nhiên, được nhà thuốc tuyển chọn kỹ lưỡng trước khi tiến hành bào chế, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Và để đảm bảo thuận tiện cho quá trình sử dụng của khách hàng, phụ khoa xứ Mường điều chế Nhân Nam Dương dưới dạng viên nén, đóng hộp nhưng vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả lâu dài như sản phẩm của thuốc đông y. Nhân Nam Dương còn điều trị tận gốc, hiệu quả dài lâu. Không giống như nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng hỗ trợ cải thiện khả năng sinh lý ở nam giới, chỉ hướng đến giải quyết vấn đề của khách hàng một cách tạm thời, Nhân Nam Dương tập trung điều trị tận gốc nguyên nhân gây ra yếu sinh lý, rối loạn cương dương ở cánh mày râu, từ đó giúp khách hàng cải thiện khả năng tình dục trong thời gian dài, không bị phụ thuộc vào thuốc kể cả khi ngừng sử dụng sản phẩm. Vậy lợi ích khi sử dụng Nhân Nam Dương là gì? Tăng nồng độ testosterone nội sinh trong máu chỉ sau vài ngày sử dụng, tăng cường chức năng sinh lý, tăng ham muốn tình dục, kéo dài thời gian quan hệ, phục hồi nguyên khí, khắc phục tình trạng mộng tinh, di tinh, xuất tinh sớm, làm chậm quá trình mãn dục và lãnh cảm ở nam giới, nhất là độ tuổi trung niên, tăng cường số lượng, chất lượng tinh trùng, ngăn chặn quá trình suy giảm lão hóa tinh hoàn ở nam giới. Vậy cách sử dụng Nhân Nam Dương để đạt hiệu quả tốt nhất là như thế nào? Trước khi lâm trận 15 phút thì nên sử dụng 1-2 viên, sau khi uống nên nằm thư giãn một vài phút để quá trình trao đổi chất diễn ra tốt nhất. Có thể kết hợp với một số thực phẩm tăng cường sinh lý như hàu, xá, trứng cút, trứng vịt lộn, dưa hấu, sô-cô-la, chuối để đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Các bạn có thể mua sản phẩm Nhân Nam Dương qua hotline hoặc Zalo số 034-404-5117 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm cũng như tình trạng bệnh lý của từng người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nhân Nam Dương và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình để có thể theo dõi được các video mới nhất. Hãy để lại bình luận nếu có những thắc mắc nào chúng tôi giải đáp trong các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.